con xin bái năm mẹ ngũ hành nương nương. Nam mô năm mẹ ngũ hành chứng minh cho diệu đức. Hôm nay là ngày thập bát trăng mười 2018 của Đức Diêu Trì Phật Mẫu ngự tại Miễu Bà Tây An. Diệu Đức thành tâm đảnh lễ xin năm mẹ ngũ hành vạn ban và các chư vị chứng minh cho Diệu Đức để hầu thông suốt lý kinh của mẹ ngày thập bát trăng mười. Giờ này Diệu Đức thành tâm đảnh lễ xin cung thỉnh năm mẹ chứng minh cho Diệu Đức hành lễ ngày thập bát trăng mười của mẹ Diêu Trì Phật Mẫu. Không hoa dương bệnh tật phong ba độ cho con trẻ vượt qua kỳ này. Điện quang mẹ ngự nơi đây hộ trì ba tánh đủ đầy phước duyên. Phật tu hiền thì bao nạn ách cũng đều tránh xa. Vô hành là mẹ của ta, công lao rất lớn độ mà chúng sanh. Dân làng một dạ kính tin, Quan Âm Địa Mẫu hiện linh chứng lòng. Nam mô mẹ Diêu Trì Phật Mẫu chứng minh. Nam mô năm mẹ ngũ hành Tây A Điện chứng minh. Nam mô các chư vị vạn ban chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật, con thành tâm đảnh lễ xin năm mẹ. Thank you.
thập bát trăng người. Các cô tụng niệm điệu ngồi trì kinh, ngày nay Phật bầu giáng lâm, ngự nói miệu ngọc Tây A Điền vàng, độ cho trần gian thoát qua cảnh nạn mạng ba kiếp kỳ. Trận đồ của màu diêu trì lập nên trận địa cứu nguy con nhớ ngày thập bát hằng niên. Mẹ đây giáng ngự trận miền độ con, độ cho con trẻ một nhà, độ cho con mẹ thoát mạng kỳ ba. Trận đồ của màu lập ra, sao con không mà chịu nghe lời mẹ khuyên? Tông kinh địa mẫu hằng niên, mẹ đây độ trẻ dưới miền trần gian. Con ơi con hỡi là con, sao không nghe mẹ mà con không nghe lời? Tông kinh địa mẫu có duyên, mà con không chịu nghe lời mẹ khuyên. Tham chi danh lợi bạc tiền, xác thân con phải đó miền trần gian. Hôm nay mẫu ngự nơi này, nhắc cho con mẹ sớm về cung tiên. Ít lời mẹ dạy mẹ khuyên, ráng mau tụng niệm tụng kinh mỗi ngày. Mẹ khuyên con trẻ ít lời, có đâu con lại không vâng lời mẹ khuyên. Ở trần lắm kẻ heo giòn, sống chi trần thế kiếp ba mang con người. Xác này khổ lắm con ơi, ráng mà tu nguyện mẹ ban phước lành. Hôm nay con ở dương trần, ráng mà cầu nguyện một lòng mẹ ban. Bỏ đi chữ giận chữ hờn, kim tiền bạc nén không thời con ơi. Mẹ khuyên nam nữ dưới trần, ráng mà cầu nguyện tụng kinh mỗi ngày. Mẹ khuyên
lời. Tăng là gian lắm nẻo kẻ thời hung mơ hăng. Dương trần có kẻ nhung trề, tranh cao tranh thấp chi mà hỡi con. Con ơi con hỡi là con, chị em sum họ cùng nhau một nhà. Hôm nay ta ngự chương tòa, nhắc cho con mẹ ở miền trần gian. Ráng về cầu nguyện mẹ ban cho trẻ bình an sum vầy. Cung tiên không ở trên trời, xuống chi mà trần thế thân này con khổ đau. Lo toan lo việc trong ngoài, nặng tai bệnh tật liên 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 liên. Xác thân con ở dương trần, mẹ sẽ đỏ đài kiếp thân. Hôm nay thập bát trăng mời, mẹ đây hé mở cung vàng cung tiên. Mở trời mẹ đợi mẹ trông, độ cho con trẻ bước lên thuyền vàng. Trần gian bệnh tật con ơi, nặng tay nghiệp chướng đến nơi liền liền. Hôm nay thập bát trăng mời, con đây xin mẹ những lời cầu xin. Cầu xin mẹ độ con thơ, ngự nơi miễu ngọc Tây A Điện vàng. Chúc cho nam nữ gần xa, chướng thoát qua kỳ này. Trần gian con ở chi hoài, thân con phải chịu nạn tay dập dồn. Chết rồi đó là kim thiên, luân hồi sao thú lý miền mà u đô. Con ơi nhớ lời mẹ khuyên, mẹ khuyên nam nữ gắng mà tu mau. Hôm nay thập bát trăng mời, để huynh con mẹ trở về Tây An. Con cầu xin mẹ thứ tha, độ cho ba tánh trần gian thoát nạn. Trần đồ của mẹ lập ra, con xin mẹ hãy thứ tha dương trần.
hôm nay thập bát chân mời con đây xin mẹ diêu trì thứ tha độ cho ba tanh gần xa thiên tai đạn kiếp vượt qua kỳ này điện quan mẹ gử nơi đây hộ trì ba tanh đồ đầy phước duyên con xin mẹ đức diêu trì cứu cho trần thế thoát kỳ nạn nguy nam mô mẹ diêu trì phật mẫu tác đại chứng minh Thank you.